Con đã từng lên Sapa và thấy các em nhỏ ở đây đã phải đi bán hàng khi còn rất nhỏ tuổi, thậm chí xin tiền khách du lịch. Nếu mình cho các em thì lại tiếp tay cho bố mẹ các em lợi dụng điều đó mà khiến các em phải chịu khổ, trời mưa, gió rét, vẫn phải lang thang ngoài đường bán hàng, đêm tối cũng không về nhà. Còn không thì thấy rất tội các em con nên làm điều gì trong trường hợp này và việc cho tiền hay mua đồ như vậy có hành có là hành động bố thí đúng đắn hay không <laughs> à, thưa với quý vị đó à, xin chỉ nói ngắn gọn thôi thể mình có bố thí là có phước có bố thí là có phước ừ. cái chuyện mà quý vị nhìn cái đứa nhỏ quý vị nảy sinh cái tâm từ à, rồi cái lòng bi mẫn là quý vị có phước rồi quý vị có lòng muốn bố thí là quý vị có phước rồi và quý vị thực hành bố thí là quý vị đã có phước rồi bất kỳ một cái hành động gì hoặc suy nghĩ gì à, nhằm mục đích tạo cái sự hạnh phúc an vui dù chỉ là tạm bợ trong phút chốc cho một chúng sanh khác thì nó đều là phước nha đều là công đức đấy còn cái chuyện nên hay không á thì mình phải xét coi là cái vấn đề này mình có đầu tư trí tuệ của mình vào đó hay không ví dụ như nếu mình có đầu tư trí tuệ á, là mình phải làm sao cho cái đứa nhỏ cụ thể cái đứa đó nó hết khổ ờ, cái vấn đề của mình á, là mình rất là lười làm phước gì biết không rồi khi mà mình làm phước á, mình rất là lười đầu tư mình làm rất là hời hợt cái kiểu như thấy một cái đứa nhỏ ăn xin á, à, mình có tiền thì cho nó thôi chứ mình không nghĩ đến cái chuyện là mình làm sao cho nó giải quyết cho nó dứt điểm luôn tức là lo là lo tới nơi tới chốn Thành ra có nhiều khi mà sư ngại, sư ngại nhắc quý vị. Mà có khi sư nhắc là quý vị cũng khó quá sư ơi. Ủa chứ quý vị muốn làm ông hoàng bà chúa nó dễ hả? Quý vị muốn sanh thiên nó dễ hả? Chính bởi vì như vậy đó. Cho nên là chúng ta sống trong một tập thể mà đa phần là người nghèo. Cho cô có hỏi đi. cái chuyện mà những đứa trẻ đi bán hàng đó thì đúng là mình thấy nhiều là đa phần á là mình nói là trong đây nó là cha mẹ lợi dụng hoặc là có những người họ chăn dắt à, những đứa trẻ đó nhưng mà không phải tất cả không phải tất cả có những đứa trẻ nó mồ côi đi bán hoặc là nhà nghèo thiện đi bán cha mẹ đâu phải lợi dụng đâu thì mình thấy nhất là mình cũng không có quy chụp mấy rằng là, là à, ai mà bị bán như vậy á, đi bán đồ như vậy là là bị lợi dụng. Còn cái chuyện mà mình cho đứa bé đó tiền hay là mua đồ giúp đó, đó là một phần động thiện phát thiện thì vẫn có phước bố thí. Nhưng mà đây á là giống như ở đây là hỏi là mình cho cái cần câu đó, chứ mình đừng có cho con cá thì đúng rồi nhưng mà thực chất á, mình quên một cái điều như rất là quan trọng mình quên là mình không có khả năng để mình cho nó cần câu đâu quý vị cái khả năng cho cần câu nó mình không có thì mới đây mới khả năng mình chỉ cho con cá thôi thì cũng thứ hai là mình cũng đi xa ba con lần mình đi mất tiêu rồi mình đâu phải là dân địa phương ở đó đâu thì mình gặp nó hai lần thứ hai cũng khó nữa thì thôi kệ cho nó gì đó hoặc là mua đồ giùm nó đi chúng tôi lâu lâu gặp những vụ già đó không có mua chữ số nhưng mà lâu lâu gặp mấy cụ già thấy tội quá cũng mua trong tài hay tờ chung chúng gì mặc kệ thì, thì cái đó là cái tâm từ mình thôi mình thấy tội nghiệp mình mình cho nhắc cái vụ mà cho cần câu không cho con cá à, tôi nhớ cái gì cái câu đó đúng cho mai sai cho cần câu chứ không nên cho con cá nhưng mà cái lúc người ta đang chuẩn bị chết đói tới nơi rồi mình cho người ta cái cần câu là làm sao hả M mình mình phải cho ta con cá người ta ăn xong rồi người ta có sức người ta mới đi câu được chứ đấy cái, cái vấn đề là như vậy nha